Sau khi hiểu được có những động lực giúp cho IMC phát triển đó là khía cạnh tổ chức thị trường và tổ chức thị trường và truyền thông, thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về động lực cho IMC trên khía cạnh truyền thông là ngày nay các tiến bộ về công nghệ đã dẫn tới xu hướng chúng ta phải có một công cụ, một cái khuynh hướng mới về marketing để ứng dụng, tận dụng được các sự tiến bộ này, đó là truyền thông marketing tích hợp. Khi sử dụng được IMC thì mọi thứ nó sẽ tích hợp nhau tạo thành thể thống nhất, thì giúp nâng cao hiệu quả của thông điệp nhờ sự nhất quán và củng cố thông điệp cốt lõi để cho khách hàng luôn cảm thấy yên tâm về các thông điệp và những gì nhà quảng cáo mang tới luôn ổn định và nó bền vững theo thời gian. Chẳng hạn như Coca-Cola họ luôn ứng dụng các truyền thông tích hợp marketing, những hình ảnh quảng bá thương hiệu hình ảnh luôn giữ vững theo thời gian, vẫn giữ được vị thế trong lòng khách hàng. Nhiều biện pháp hiệu quả hơn để gợi nhớ thông điệp, có nghĩa là xuất hiện thông điệp ở mọi lúc mọi nơi và nó cảm thấy nó gần gũi và nó tác động đến người tiêu dùng, đến những khách hàng tiềm năng ở mọi khía cạnh. Khi hình ảnh thương hiệu nhất quán ít gây khó hiểu, thông điệp rõ ràng cốt lõi thì nó sẽ hiệu quả hơn cho những cái việc lập kế hoạch truyền thông. Chẳng hạn như Coca-Cola họ luôn giữ vững hình ảnh, màu sắc, logo, thương hiệu trong bất kỳ loại hình nào họ quảng cáo. Chẳng hạn như quảng cáo cho các lon Coca, chai Coca, quảng cáo tại các áp phích ngoài trời hay là quảng cáo các bàn vàng xe lưu động. Việc xây dựng danh tiếng thương hiệu và cung cấp những tín hiệu bản sắc thương hiệu thì IMC họ giúp cho ta thực hiện được công việc này. Chẳng hạn khi quảng cáo về các những công ty nổi tiếng về vận chuyển chẳng hạn như DHL, FedEx hay UPS thì mỗi công cụ việc truyền thông marketing tích hợp nó sẽ giúp cho mỗi bên sẽ xây dựng và có được bản sắc riêng để giúp chúng ta phân biệt đâu là DHL, FedEx hay là UPS.